Đây cho anh em xem cái con này là con gì nè. Ghê không? Anh em đi theo chân của nó. To lắm, con này con kỳ đà. Quá nguy hiểm luôn. Đang bay nó bắt nước hay gì vậy? Xin chào buổi sáng mấy anh em. Bây giờ là 8 giờ, hai đứa mới thức dậy. Hả? Cảnh yên bình không? Hay là đi ngủ ngon hay là đi? Hả? Ui. Ngủ tới mấy giờ? 3 giờ. Không ngủ tiếp. Tại vì bây giờ cái đường xuống đó, đi về thử không? Dạ, hai đứa đi thử đường này nhé. Ở đây nó kêu là resort nha. Tối thì hai đứa ngủ sớm, 8 giờ đi ngủ rồi. Mệt quá. Adeline ăn nhiều lắm, phê phê chứ không phải là lỗi của mình. Không đổ lỗi. Đây là làm mấy cái máy đi. Giờ đi con đường khác nó xuống đó. Giờ sẽ tới chỗ nhà hàng của nó để ăn sáng một xíu. Sáng nay hai đứa sẽ trải phòng. Rồi đi qua cái đảo gì xung quanh không? Ông đi ông cái đảo. Đi cái bộ resort ở bên cạnh. Vậy là đi qua cái resort ở bên cạnh đây. Cũng là cái đảo này luôn đúng không? Sẽ ở bên đó 2 ngày. Sau đi thăm quan, đi lặn rồi gì đó. Rồi cuối cùng mới về lại. Ồ, cả thác nước nè. Đây là cái sáng rất yên bình nha. Ở trên kia cây mấy con sóc với khỉ nhiều lắm. Ngày qua nó chặn đường Adeline, nó cút cái gì đó không biết. Adeline quăng đồ quá chạy hết. Nè mấy cái lá này khỉ nó khoái ăn lắm rồi. Ngày qua nó ăn quá trời luôn. Cây này là cây xanh đó sao á. Đây là buổi sáng trên bãi biển. Bãi biển của khu resort á, đẹp lắm. Tỉnh nha. Wow. Chắc hôm nay hai đứa sẽ đi lặn tiếp. Đi lặn nữa không? Sorry. Chị ở trên đảo này chỉ có lặn thôi. Trên đảo này chỉ đi lặn ngắm san hô thôi, cái gì hết. Nhưng mà khách du lịch rất là nhiều bởi vì họ thích cái đó. Nếu mà mình làm được cái đó thì khách du lịch cũng rất là nhiều. Ở đây mỗi cái nào nó cũng đều có cái trung tâm lặn của nó, riêng của nó hết. Thì lặn nếu mình đeo ống thở mà lặn bình thường thì trên mặt nước thôi, muốn lặn sâu á thì mình phải bỏ tiền để mình mua mình mướn cái bình oxy đeo phía sau để mình lặn. Chắc rẻ thôi, tính là Việt Nam thì khoảng 800-900 ngàn một lần, khoảng nửa tiếng thì nó chở mình đi khắp nơi vậy. Chắc là hôm nay hai đứa sẽ đi tới kia để bơi. Ngày qua có bơi, có quay lại nhưng mà quay bằng GoPro á nên là nó hơi rung một xíu. Một tí nữa sẽ bỏ một số video cho anh em xem thử. Ở buổi sáng cái người tắm rồi sao đi. Wow. Đúng không? Hai đứa sẽ tắm nhưng mà hơi trễ một tí tại vì 11 giờ phải trả phòng. Sẽ đi ăn sáng đi. Rồi hai đứa quyết định mua hai cái buffet nha, mỗi cái là 25 ringgit. Là khoảng $5 hả Sẽ ghi? $5. Ở đây cái này đủ luôn. Thì hai đứa ăn 10 euro. Vậy tính hai đứa là 10 euro là 250. Đủ các món luôn, gồm có bánh mì nướng, đầy đủ ha. Có bơ, giống như cái tiêu chuẩn bữa sáng người châu Âu. Đây có khoai tây. Bao nhiêu đó thôi, 5 món sẽ ghi. Không biết có omelette không ta? Đó đi, trứng như này. Không có omelette. Rồi bây giờ lấy đồ ăn nha. Tiền là lấy bánh mì bỏ vô đây, cái này ăn với bơ
Hoặc ăn với lợn mứt cũng được. Nếu ăn quen thì rất là ngon, ghiền luôn. Rồi sau đó sẽ lấy một số món khác. Rồi thưởng thức từ bữa ăn sáng ở đây nha. Thì có lấy cái siro ngũ cốc với sữa nè. Còn đây là bơ với bánh mì, với là dĩa đồ ăn thì... Đây mới tăng 1 à, còn tăng 2 nữa. Còn Adeline thì thấy 3 tăng rồi. Adeline thì ăn... đây là cái pancake đúng không? Oui, trop bon. Cái kia là pancake mì... Anas hả? Là pancake nó có bỏ dứa đó nữa thì... trứng. Và rùi một tí nha. Rồi, chúc mọi người ngon miệng, chúc mọi người ăn sáng. Còn mình đang ăn sáng. Bây giờ là ăn xong rồi, ngồi đây phê phê. Nghỉ một tí rồi khoảng 11 giờ mới trả phòng. Thì đi qua một cái resort khác, tại chỉ đặt bên đây một đêm thôi. Thì cái resort mà hai đứa chuẩn bị tới nào bên phía kia kìa. Thì nghe bảo là ở khu đó buổi sáng á, mình đi lặn ngắm san hô, mình thấy rùa nữa. Cá rùa. Thì ở đó người ta cho mình ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối luôn. Thì trong bao gồm tiền phòng luôn. Thì hai đứa đặt chỗ đó 2 ngày. Ở chỗ đó 2 ngày rồi xong mới đi qua chỗ khác nữa. Thì rồi giờ chuẩn bị sắp xếp hành lý đi qua đó. Qua đó thì đi bộ. Bắt đầu từ chỗ này, hai đứa ở trong này thì lấy vali sẽ đi tới đó. Chắc khoảng 5 phút là tới, mới hỏi nãy rồi. Thì chỗ đó thì khoảng 2 giờ chiều mới cho nhận phòng. Nhưng mà mình tới sớm rồi, ở đó mình chơi cũng được, chứ bên đây trả phòng được 1 giờ rồi. Thì hai đứa dùng cái vali này nè, nên đi xuống mấy chỗ này hơi khó một tí, không mệt. Còn mấy cái nữa thì xuống được luôn. Ở đây nó nói có một con tàu của mỗi người hồi xưa Việt Nam đi á. Xong bị chìm xuống đây nè. Ở đâu? Đây nè. Ở đâu? Ở ngoài đảo đây nè. Đúng. Ờ, thì người ta đi qua Malaysia đây nè, thấy không? Nhiều không? 18 mét. Maximum là 23 mét. Chìm nữa. Nhiều. Không biết, nhưng mà họ nói là lúc đó lụm được cái tàu đây nè. Ok, giờ đi tiếp, đi lên mấy cái này nè. Đứng đây nhìn xuống nè, thấy cát trắng không? Hết hồn luôn, giống như ở Caribe vậy hả Sê-ki? Đó đó. Cát nè. Muốn ngắm san hô thì đây đã cái rặng san hô, viên xanh xanh là san hô hết luôn. Ngày hôm qua hai đứa bơi chỗ kia nè. Bơi dọc khu này nè. Thì bây giờ đi qua bên này thì bơi cái khu biển, khu này đẹp hơn. Thôi tiếp tục đi. Rồi hai bữa mới vừa tới luôn. Cái gì đây? Bê Hong Tian Iceland Resort. Hả? Có phải chỗ này đẹp á? Có phải là biết ở đây đẹp không? Ở đây đẹp hơn nè. Có biển, được cát rồi ngon hơn. Bên đây thì cao cấp hơn cái Coral View này, qua hai đứa ở một tí. Hay gì mắc tiền hơn nữa hả? Nói cái này là đẹp nhất của cái đảo này. Đảo này đẹp nhất luôn hả? Đẹp ra uy. Wow. Thấy nó cũng đàng hoàng luôn không? Đây đó. Ở trên kia có mấy cái nhà bungalow nhã nhã ở đây nữa. Đi thẳng tới Hoài Tiếp Tân thôi Sê-ki. Ở đây cát rồi, trắng đẹp. Nhưng mà 2 giờ mới check in. Đúng rồi, cái này là cái khu này là khu riêng lẻ thôi nha. Phải đặt phòng ở đây thì mới vô đây được, chứ còn vô đây bơi thì không được rồi. Thành ra mỗi resort nó có một cái bãi biển riêng. Yên tĩnh không? Kia là rừng núi không ạ? Rồi bây giờ tới quầy tiếp tân thôi nè. Đây rộng, sạch sẽ, đẹp ha. Cũng như nhìn thấy rừng luôn kìa. Quá trời luôn, ở đây cây cối người ta giữ lại hết. Rồi lấy cái mình cho nó bỏ đây, nhiều người cũng check in giống như mình nè. Phòng nó sạch sẽ.